Xin kính chào quý vị khách hàng, mình là Kim Thùy đến từ công ty Hakawa. Và trong clip ngày hôm nay thì Kim Thùy sẽ giới thiệu tới quý vị khách hàng một sản phẩm đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay. Đây là dòng ghế xếp thư giãn G21P. Và ngay trước mắt quý vị nhìn thấy thì có thể thấy được rằng một thiết kế vô cùng sang trọng và đẹp đẽ, cho nên sẽ để được hầu hết trong mọi không gian của quý vị khách hàng, từ sang trọng đến ấm cúng mình đều có thể sử dụng được. Kim Thùy sẽ ngồi thử lên cái dòng ghế này để quý vị có thể thấy được rằng dòng ghế này điều chỉnh cực kỳ dễ dàng. Khi mình ngồi lên, mình điều chỉnh lên thì mình đã có thể ngồi lên được, đúng không nào? Đối với cái dòng ghế này thì quý vị khách hàng có thể ngồi được từ góc 90 độ đến góc 170 độ, và tùy theo cái tư thế mà quý vị khách hàng muốn ngồi, mình có thể chốt lại lẫy khóa ngay phía dưới tay cầm này. Quý vị khách hàng có thể chốt được ngay cái tư thế mà mình muốn ngồi rồi. Dòng ghế này sẽ bao gồm là nệm, gối đỡ đầu và khay đựng nước, một sản phẩm vô cùng tiện lợi, đúng không nào quý vị khách hàng? Và đối với ghế của công ty Hakawa có thiết kế phần khung được làm từ thép phun sơn 7 lớp tĩnh điện, dày tới 1mm, cho nên cam kết chịu được tải trọng là 300kg, vô cùng bền chắc. Và đồng thời với thiết kế phun sơn 7 lớp tĩnh điện thì khi để ngoài trời thì không lo vấn đề gì rét nha quý vị khách hàng. Và đối với phần lưới thì được đan từ sợi tetilen chập làm 8, cho nên đảm bảo rằng sợi tetilen này đàn hồi rất là tốt. Và đồng thời quý vị khách hàng ngồi lên sẽ cảm thấy độ thoải mái và độ chắc chắn của ghế. Và đối với phần nệm này thì quý vị có thể tháo lắp dễ dàng, như Kim Thùy có thể hướng dẫn cho quý vị khách hàng. Mình chỉ cần bung ra là mình đã có thể tháo được rồi. Mình muốn ngồi thì bỏ vào và không thì bỏ ra, rất là tiện lợi, đúng không nào? Và Kim Thùy nghĩ rằng có một lý do mà khách hàng tin dùng sản phẩm của công ty Hakawa nữa, đó chính là về chế độ hậu mãi của công ty Hakawa. Và Kim Thùy tin rằng chưa một công ty nào có một chế độ hậu mãi tuyệt vời như công ty Hakawa. Đó chính là phần ghế bên công ty Hakawa sẽ bảo hành lên đến 25 năm, và đồng thời sẽ bao đổi mới lưới và nệm trong vòng 5 năm đầu cho quý vị khách hàng. Chưa hết đâu, còn trong vòng 30 ngày đầu nếu quý vị khách hàng sử dụng, nếu có lỗi từ phía nhà sản xuất, công ty sẽ bao đổi một cho quý vị khách hàng nha. Để lại số điện thoại để công ty Hakawa hỗ trợ tư vấn cho quý vị khách hàng nha. Và bây giờ Kim Thùy xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong những clip sau.